Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Tiếp tục cập nhật những thông tin mới về đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Thì mới đây em Phạm Thiên Ngân đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc show diễn chuẩn bị sắp tới tại phòng trà Đồng Dao, đó là show vào ngày 22 tháng 11, đó là show Những Ánh Sao Yêu Thương. Thì trong chương trình này thì chỉ có Thiên Ngân tham gia cùng với rất là nhiều ca nghệ sĩ để quyên góp giúp đỡ cho những ca nghệ sĩ lớn tuổi có hoàn cảnh neo đơn. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Thiên Ngân tham gia chương trình này, em ấy rất vui và rất hạnh phúc. Được biết, chương trình này có hai loại vé 900.000 đồng và 700.000 đồng sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 11 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Dao. Thì Thiên Ngân có chia sẻ: cả nhà ơi, cả nhà có vé hết chưa ạ? Xem show Những Ánh Sao Yêu Thương. Đó là chia sẻ của Thiên Ngân. Còn Phi Nhung thì mới đây cũng chia sẻ một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, đó là nhớ lại ngày mình lãnh nhận các bí tích khai tâm quá đi, thật hạnh phúc. Các bí tích ở đây là ba bí tích khai tâm mà Tuyết Nhung muốn nói, đó chính là rửa tội, sức mạnh và thánh thể. Thì thời gian gần đây cô chú anh chị cũng đã thấy được Tuyết Nhung thường xuyên chia sẻ về việc em ấy đã tham gia đạo Thiên Chúa, tức là Công giáo. Thì Tuyết Nhung cũng chia sẻ vào ngày 22 tháng 11 sắp tới đây là ngày lễ bổn mạng của Tuyết Nhung. Thì ngày ấy em ấy sẽ ra mắt một ca khúc thánh ca mà cô chú anh chị nào theo đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa thì cũng sẽ biết được bài hát này. Vì vậy thời gian qua chúng ta thấy được Tuyết Nhung thường xuyên chia sẻ về những hình ảnh em ấy đi dự lễ ở nhà thờ. Cũng có rất là nhiều thông tin cô chú anh chị quan tâm. Có lẽ là Tuyết Nhung sắp lập gia đình, và gia đình của chồng Tuyết Nhung thì theo đạo Thiên Chúa, nên bây giờ Tuyết Nhung phải vô cái đạo Công giáo, tức là đạo Thiên Chúa. Thì rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã gửi những cái lời nhắn nhủ đến với Tuyết Nhung và mong muốn em ấy hãy cố gắng tập trung cho sự nghiệp ca hát của mình. Đừng vội lấy chồng, vì tuổi của Tuyết Nhung sinh năm 2001 thì khoảng 23, 24 tuổi thì còn rất là trẻ. Đó là những lời khuyên nhủ của cô chú anh chị khán giả. Tuy nhiên thì chúng ta thấy Tuyết Nhung cũng có những cái sự lựa chọn cho riêng mình. Biết đâu Tuyết Nhung lập gia đình thì Tuyết Nhung vẫn cống hiến sự nghiệp ca hát tốt đẹp thì sao? Đó là những cái câu chuyện mà cô chú anh chị đang rất là quan tâm, cũng như việc Tuyết Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi nhà thờ và nói về đạo Công giáo trong suốt thời gian vừa qua rất là nhiều, cũng như em ấy chia sẻ về những cái buổi nấu ăn nữ công gia chánh, tề gia nội trợ. Thì rất là nhiều cô chú anh chị liên tưởng đến việc là Tuyết Nhung sắp sửa lập gia đình, cũng như Tuyết Nhung chia sẻ những lời bình luận dưới cái bài viết của người cậu Thanh Huy, đó là việc mình sẽ lập gia đình năm 24, 25 tuổi gì đó. Thì đó chỉ là những thông tin, còn thực chất như thế nào
thì chúng ta phải chờ thời gian mới biết được là chính xác như thế nào, phải không cả nhà? Và mới đây, một bài báo đã vô cùng khen ngợi học trò của ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có chuyến lưu diễn ở trời Tây, đó là ở Pháp và ở Đức, vô cùng thành công. Đó là người bạn tình trên sân khấu của Tuyết Nhung, Trường Sang, quán quân solo cùng Bolero năm 2021. Thì một bài báo Việt Nam S đã khen ngợi học trò Mạnh Quỳnh được danh ca Hương Lan và Quang Lê dìu dắt. Đó là ai? Đó là quán quân solo cùng Bolero Trường Sang. Học trò của Mạnh Quỳnh vừa có chuyến lưu diễn xuất ngoại đầu tiên ở trời Âu, rất thành công. Và Trường Sang được rất là nhiều ca nghệ sĩ gạo cội ở hải ngoại giúp đỡ và được đứng chung biểu diễn trên sân khấu. Thì Trường Sang đã kết thúc chuyến lưu diễn tại Pháp và Đức cùng với rất là nhiều ca sĩ đình đám. Trường Sang đã hát cùng với ca sĩ Quang Lê bài Biển Tình và thể hiện một số ca khúc solo, đó là Em Là Tất Cả, Hoa Cài Mái Tóc, Đêm Yêu Thương. Và Trường Sang được khán giả đón nhận rất là nhiệt tình khi biết Trường Sang là học trò duy nhất, học trò nam của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm đệ tử, duy nhất là học trò nam. Mạnh Quỳnh cũng có học trò nữ nữa, duy nhất ở đây là học trò nam. Họ đã dành những tình cảm đặc biệt cho giọng ca trẻ. Khán giả cũng đã lắng nghe câu chuyện của Trường Sang trong cái cuộc thi mà cố ca sĩ Phi Nhung làm giám khảo, rất là xúc động. Danh ca Hương Lan và Quang Lê cũng đã tận tình hướng dẫn giọng ca sinh năm 2000 cách giao lưu khán giả hải ngoại. Những ca sĩ nữ ca sĩ Em Đi Trên Cỏ Non còn gợi ý Trường Sang nên chọn những bài sôi động vì khán giả hải ngoại có thói quen thích nhảy đầm và vào âm nhạc rộn ràng. Nam ca sĩ học theo nên anh tạm gác lại các bài dân ca chuẩn bị từ Việt Nam sang. Trường Sang tiết lộ, thời tiết ở đây khá lạnh, tôi vô cùng hào hứng được trải nghiệm vùng đất mới. Người Việt ở bên này rất hòa đồng, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi còn được khán giả tặng quà nữa. Nam ca sĩ Trường Sang đã chia sẻ. Trường Sang bật mí do còn khá trẻ, chưa lập gia đình nên việc xin visa sang các quốc gia phát triển khá khó khăn. Anh nhà bầu show cũng như việc tham gia các live show của Quang Lê nên mới thuận lợi trong việc xét duyệt. Trường Sang chỉ có 10 ngày lưu diễn. Ngoài 3 show tại Pháp và Đức, anh còn tham gia cuộc thi tiếng hát Việt toàn cầu 2023 với vai trò là ca sĩ hỗ trợ. Sau khi về Việt Nam, tôi phải chuẩn bị cho show diễn cùng Tuyết Nhung và một show truyền hình nên chuyến này không ở được lâu, Trường Sang đã tiết lộ. Trường Sang sinh năm 2001, tên thật là Trương Minh Sang, quê Cai Lậy, Tiền Giang. Năm 2021, Trường Sang gây chú ý khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất của solo cùng Bolero mùa 7, sau đó đạt giải quán quân. Anh theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình, nhiều bản thu đạt hàng triệu lượt xem trên kênh YouTube như Giữ Đạo Làm Con Tự Sáng Tác, Bậu Mãi Xa Rồi của Khánh Tài. Dự án âm nhạc mới của Trường Sang được dịp ra mắt giỗ tháng 9 của ca sĩ Phi Nhung là ca khúc Chiến Trọ Trần do nhạc sĩ Ngô Minh Tài chấp bút. Trường Sang còn là học trò của nam ca sĩ hải ngoại Duy Trường. Khi Sang còn là ca sĩ non trẻ và chưa tham gia solo thì Duy Trường là người đã nhận anh làm học trò và cho tham gia live show của mình được tổ chức tại Hà Nội. Như vậy thì cô chú anh chị cũng đã thấy được Trường Sang sau cái chuyến lưu diễn ở trời Tây, ở Đức và Pháp thì đã được báo chí khen ngợi rất là nhiều. Và giờ đây Trường Sang đã trở về Việt Nam chuẩn bị show diễn cùng với Tuyết Nhung ở phòng trà Đồng Dao, đó là show
Giữ mãi một tình yêu. Hiện tại rất là nhiều cô chú anh chị đang rất là mong chờ cái show biểu diễn của cặp đôi áo màu đỏ sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Dao của cặp đôi áo màu đỏ, được mọi người vô cùng yêu mến và chờ đợi với chủ đề giữ mãi một tình yêu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cuối video, Phúc xin giới thiệu cùng với cô chú anh chị đó là thang thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa của gia đình Phúc rất hiệu quả. Chuyên về thần kinh tọa, chỉ cần dùng 1 đến 3 thang, hiệu quả sẽ có ngay. Đây là thang thuốc gia truyền của gia đình của Phúc, có giá là 500.000 đồng, đã bao gồm phí ship. Đây là hình ảnh thang thuốc thần kinh tọa hốt trực tiếp tại nhà của Phúc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, liên hệ và kết nối Zalo với Phúc, Phúc sẽ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.